Thưa quý vị, sáng nay tại trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức phát động sân chơi Thiếu niên Việt Nam công dân toàn cầu năm 2023. Sân chơi nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực hội nhập quốc tế cho các em thiếu niên, thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi các nước trên thế giới, tạo động lực học tập ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đến với mỗi thiếu niên. Chương trình dành cho các em đội viên thiếu niên có độ tuổi từ 11 đến 15 đang học tập tại các trường trung học cơ sở hoặc bậc trung học cơ sở các trường liên cấp trên cả nước. Sân chơi này khá là mới nhưng mà nó khá là hay nên là con đã tìm hiểu đôi chút về nó trên fanpage của nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh. Nó sẽ giúp con có những kiến thức mới để tự tin hơn để trở thành một công dân toàn cầu trong tương lai. Con cảm thấy nó là một chương trình rất hay tại vì nó giúp chúng ta hiểu thêm về tiếng Anh, hiểu nhiều những gì mà chúng ta chưa biết, mở rộng thêm. Cái chương trình này sẽ giúp những việc học trong nhà trường sẽ hợp lý và hiệu quả hơn. Chương trình cũng là hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với gia đình, nhà trường và xã hội, nhằm hỗ trợ, đồng hành, tạo môi trường để thiếu niên thi đua học tập, rèn luyện bản thân. Thông qua sân chơi này thì chúng tôi mong muốn không chỉ kết nối các em với các thế giới bên ngoài, trang bị cho các em một cái nền tảng kiến thức để các em sẵn sàng bước vào cái quá trình hội nhập, và đồng thời thì cũng khơi dậy cho các em, truyền cảm hứng cho các em về việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Đây là một trong những cái yêu cầu rất là cần thiết để các em sẵn sàng bước ra thế giới một cách tự tin. Tiếng Anh chỉ là một phương tiện thôi và chúng tôi muốn thông qua đó các em có thể có khả năng hòa nhập với cả thế giới và các em có thể hội nhập nhanh hơn và có thể trở thành một công dân toàn cầu thực sự. Thì đó là cái mà chúng tôi rất là tâm niệm. 350 thí sinh có điểm cao nhất ở vòng sơ loại sẽ tiếp tục tham gia vòng bán kết diễn ra từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 28 tháng 3 năm 2024. Ban tổ chức sẽ chọn 20 thí sinh xuất sắc vòng bán kết để tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc dự kiến được tổ chức vào tháng 5 năm 2024 tại Bình Định.